sợ người cười, lỡ anh chẳng nhận lời nên cứ yêu âm thầm thế thôi. Nhiều khi em đã mơ mộng hai đứa cùng nhau để dưới trăng mơ, cả hai cùng cười đùa chiếc hôn đầu hẹn hò dưới ánh trăng hẹn thề với nhau. Giấc mơ anh là chú rể, còn em là cô dâu rạng rỡ. Năm 2019 nhằm ngày 21 tháng 10 năm Kỷ Hợi, gia đình của ông Mai Công Lạc và bà Phan Thị Mai rất vinh dự được kết hôn gia cùng gia đình ông Nguyễn Văn Hà và bà Hồ Thị Thanh
trân trọng báo tin lễ với người con thân yêu nhất của mình, đó là cô dâu Mai Thị Cẩm Ti, sinh viên của chú rể Nguyễn Văn Trung. Và đây khi nhắc lời hôm nay xin thay mặt cho anh em trong ban nhạc như thay mặt gia đình xin chân thành cảm ơn toàn thể quý vị khách đã giúp thời gian quý báu đến dự buổi tiệc cưới ngày hôm nay. Trong khi quốc tiệc chưa đẩy có được khi sơ xuất, mong quý vị tình thông cảm bỏ qua cho. Ở ngoài video đang quá trình văn nghệ giao lưu dành cho toàn thể quý khách, và ngay này mời quý khách nào có thể nhân nghệ ta mạnh dạn bước lên bên trên tham gia như dành món quà dành tặng cho cô dâu và chú rể như ngày hôm nay. Và trước khi nhắc lời hôm nay thay mặt cho anh em ban nhạc xin chúc cho gia đình là ăn phát tài phát đạt, chúc cho hai họ kể này bình chặt mối răng dao, chúc cho cô dâu chú rể năm quốc hoàng quên, chúc thể quý khách lời chúc an khang và lời chào ăn ái nhất ạ. Thưa quý vị, và để bắt đầu chương trình văn nghệ với đăng tài cho một chút mang tên Hội Vợ Ngoại Thành sẽ có một tầng trời yên tâm nhẹ
dài mười khờ. Màu xanh quê hương lên tiếng trong bên.
đáo nhỏ trên dòng đồi. Sống bên nhau trọn đời mà...
sinh nếp đẻ đông vui, muôn mùa xuân hạnh phúc đến mọi nhà. Mong tin mừng sinh nếp đẻ đông vui, muôn mùa xuân hạnh phúc đến mọi nhà. Mong tin mừng sinh nếp đẻ đông vui, muôn mùa xuân hạnh phúc đến mọi nhà. Với ông bà chủ hôn để chúc mừng buổi lễ phu quy, mừng ngày hạnh phúc cô dâu Cẩm Tiên Sánh Duy cùng chú rể Văn Trung. Đại diện gia đình chúng tôi xin được chúc mừng quý vị đang có mặt trong buổi lễ phu quy, mừng ngày hạnh phúc cô dâu Mai Thị Cẩm Tiên Sánh Duy cùng chú rể Nguyễn Văn Trung. Và lời nói đầu tiên cho phép Kim Bằng xin được đại diện ông bà chủ hôn, ông Mai Công Lạc cùng bà Phan Thị Hai cũng như tất cả anh em trong nhóm nhạc toàn quốc mang lời chào mừng đến tất cả quý vị với lời kính chúc sức khỏe, lời chào nồng nhiệt. Đầu nghĩa phu thê, kính thưa tất cả quý vị thân mến, đây sẽ là những thông điệp đầu tiên mà cho phép Kim Bằng xin được mạng phép đại diện tất cả quý vị đang có mặt trong ngày vui cũng như ban nhạc toàn quốc mang đến cho cô dâu Cẩm Tiên và chú rể Văn Trung. Kính thưa tất cả quý vị, tình yêu là một đề tài hiện hữu trong cuộc sống của chúng ta. Khi lớn lên trưởng thành, ai ai cũng phải đi tìm cho mình một nửa yêu thương để tạo dựng một bến bờ hạnh phúc. Và rất vui mừng khi tình yêu của cô dâu Cẩm Tiên và chú rể Văn Trung đã làm đẹp lòng cha mẹ hai bên. Tình yêu của đôi bạn trẻ đã làm động lòng ông Tơ, bà Nguyệt. Để rồi ông Tơ đã khéo xe một sợi chỉ hồng, bà Nguyệt đã bắt một nhịp cầu để đôi bạn chúng ta cùng nắm tay nhau bước đến con đường hạnh phúc. Chiếc chàng ơi cho thiếp theo cùng đối phương.
dài 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 trong trăm bề xa bến con
thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng say bước bên nhau cùng ngắm ánh trăng vàng ngả sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa đêm đông người nên tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao đông nhân tình đang đùa vui đắm say. Cành hồng treo tay đến tay rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này treo em thề mãi không bao giờ phai. Bước chân trăng đường tàn soi tình yêu chúng ta, những ngày sao băng qua trời xin lặng im lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Yeah.
yêu trọn đời. Em ơi ta sống là ta. Oh,
nhìn đâu phải xung phong nhà cô bé ơi cho anh xin sẽ không bao giờ là nẻo
dịu dàng như chim tung ca, trái hoa như tố hương hoa. Mỗi ngày thơ này chân chỉ nghe, mỗi nhịp đập tim anh là tiếng em còn đâu sẽ có người. Chắc chưa từng vì anh là người thường. Anh xin dừng ngày hôm đêm yêu thương. Cất tâm mà không một ai biết được. Em ơi anh muốn đi cùng em đi hết đoạn đường đời. Ở nơi đó chỉ có anh và em thôi. Mà xem đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi đông quá trời. Đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đến nước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Đám cưới chú rể thật hiền lành, không ai bằng được ông xã tôi. Đây những vàng trao chàng đến ước, mong ngày mai con đàn trâu đông vui thật vui. Bà con ơi ra đây mà xem, đám cưới chúng tôi rất tưng bừng, bên đàn trai và bên đàn gái, ôi thiệt là quá xa đông vui. Bà con xem đám cưới chúng tôi đông quá trời, đây cô dâu còn kia chú rể, hai họ cùng chúc mừng nâng ly. Đám cưới cô dâu thật là đẹp, xinh như hoa là bà xã tôi. Đây những vàng trao nàng đính ước, nguyện cầu ta hạnh phúc bên lâu. Hãy
theo chồng về bên tương lai, thay lòng sao vẫn thương nhiều nỗi. Còn đấng sinh thành lấy ai phụng dưỡng? Kia nước trong nguồn và công thái sơ, đến nay đã chẳng đã bền quên phận dây dỗ em thơ. Làm sao cũng già theo chồng, thân em vì sẽ làm đôi, hiu tình chỉ mong vẹn toàn trong ngày vui nhân. Thân gái như một cánh hoa, nở qua một lần để rồi ta lắm vui buồn đến trong ngày cười. Ta hóa an bày đành cam thế thôi. Những ai đã vui trong đời có yêu thì mới thương tôi, nỗi niềm riêng nói chẳng lễ gia tiên để ngày mai cháu về nhà chồng. Thì ở đây thì cũng là có cái lễ mà chỉ những bác mà thôi. Trong đời có
nhà dân. Ở đây thì ta tạo chúng ta đổi lại sao đây là
trong khó bảy của cha mẹ thì không biết sao sao rồi đó. Thì bây giờ chỉ mượn ví dụ này là có dám nghe một cái ví dụ của cha mẹ. Hơi sức sống trong đời em đã
trong anh bao nhiêu niềm vui, có đủ người anh không phải chen chân nhưng mà thôi. Em mây em bận lời bận lời anh còn phú anh thân lòng vòng trong tình yêu chia chia thân sẽ mít chân tình yêu. Yeah.
xa xa câu hát thăm đường tình tình.
sẵn non thơ kỷ niệm xưa thật rồi như ta ước mơ. Nhớ không em trò chơi đám cưới ngày xưa tóc cô dâu ta xuống. Thưa quan viên Hai Hậu, thưa họ nhà Đại, được sự nhất trí của Aben Thu Gia, nghe họ nhà ta chúng tôi mang một cái lễ vật đến đây. Trước hết kính dân tổ tiên, sau nữa trình xin quan viên họ nhà Đại chúc cho phép chúng tôi để làm lễ thành hôn cho hai cháu. Bài món quà vì yêu con tim anh rối bời không dám nói đôi lời này cùng em, chỉ muốn hai ta cùng lên phường về thưa ba sớm mai anh sang cưới em liền. Anh chưa từng suy nghĩ về sau rằng mình có hai hoặc bốn năm baby người nhé, nhưng chỉ cần bên nhau thật lâu anh muốn em tin rằng 12 baby ta sẽ vượt qua. Anh luôn biết rằng đó chính là em, sao ta yêu thương hết lòng nhưng không nói ra, tay nắm tay nhau người ha, môi sát bên môi người nha, anh sẽ yêu em đậm sâu vợ ơi thương lá, mai sau ta chung mái nhà em la 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 la, sinh ba cô con chúa nhỏ gọi anh pa pa pa. Nên trình lễ gia tiên bây giờ còn cái trình lễ rước dâu thỉnh họ cái xong dạ. Nhưng mà thế là ta tôi quay bây giờ tranh thủ phải không, tranh thủ rước dâu đi sớm hay vậy không, không phải còn ngồi chơi gì có không, nhưng mà ở đây tôi chế là ba bữa tụi nó cứ bình thường, nó cứ về chơi vậy vậy đó, không có bình thường nhé. Bây giờ xin thưa quan viên Hai Hậu, xin thưa họ nhà Đại đi đường xa xa chú con, thôi mong họ nhà Đại tôi tha thứ cho về lễ ba bữa đi. Dạ rồi, tôi thống nhất rồi, à, chế rồi. Chứ tên đó mà về đây nữa, dạ, đường xa chú con. Chế rồi, thôi, được rồi. Còn mấy đứa chừng nào cũng về hay chơi. Lập lòe đom đóm hoa đăng rước dâu em đi vào làng. Em theo anh đi về, về quê hương ta sống. Em theo anh đi về, tình quê hương mặn nồng. Đồng xanh như gái chưa con, lúa nhung xôn xao chào đón. Bầy chim nghệ sĩ khoe khoang, thấy em đua nhau hòa đàn.
giấc mơ tuyệt vời. Che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Đường che che mắt đôi ta có con chim sâu chỉ lối, vườn cau thơm ngát hương hoa hỡi em theo anh vào nhà. Xinh xinh một khu vườn tình.
em là dâu, ngày cưới còn anh là chú rể. Mời em đi theo anh, em đi theo anh, em theo anh về. Em là mây mười hướng còn anh là trăng, là bướm anh đi nơi đâu, anh đi nơi đâu, là em ở đó. Nơi nào yên mình tới và nơi nào thơ mộng nhất, anh đưa em đi, anh đưa em đi, anh đưa em về. Chim còn bay về núi thì ta tìm nơi hạnh phúc, em đi theo anh, em theo anh về làm sao nhà ơi. Em theo anh về cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thanh thang, dọc ngàn một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng giống như kiếp xuân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bố sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta, đi ta về nhà. Em ơi mau lên tàu, ta cùng nhau về quê hương muôn màu, nơi đó chỉ là bão hoa, nơi anh đã từng sinh ra. Đô thành đông đúc sông không quen, đưa nhau về quê sông chợ yên, mặt người ta kêu là ai lúa, nhưng anh vẫn đứng trên lúa. Ngày hai đứa yêu nhau mòn nước thật nhiều, từ ngày hai đứa yêu nhau lòng ước bao nhiêu, mong vàng hai đứa có chỉ là quá xa xôi. Ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi có em và anh, đời mình đẹp mãi với túp lều tranh. Rồi mình đi kiếm liễu xanh để kết làm anh, rồi mình sinh khóm trúc sinh trồng hết chung quanh. Ngoài vườn hoa cúc hoa mai nào khác chi tranh, ban mai mình ngắm màu hoa, đêm đêm mình ngắm chị Hằng, dù nghèo cuộc sống vẫn thêm hào hoa, đời mình đẹp quá có ai bằng ta. Cúp leo lý tưởng của anh và của em, cúp leo lý tưởng của anh và của em. Làm gì chen lắm như vậy? Làm có gì đâu coi. Trời ơi, ông cũng chen vậy. Trời ơi, xích ra coi. Đám cưới. Trời ơi, đám cưới quá trời lớn luôn. Ý màng đát ơi, cô dâu quá trời dễ thương, mà chú rể cũng đẹp trai. Phải chi tôi được làm chú rể? Càng vô duyên. Ý thôi, tới dự đám cưới chứ. Đi đi. Ủa, mà đám cưới này mình có quen không vậy? Người ta có mời mình không cả? Kệ, không mời cũng tới dự. Trước lạ sao quen, chắp trước cái đã. Nghe xôn xao xóm trên làng bên, ôi vui ghê rước dâu miệt vườn. Thì màu son tươi chiếc áo cô dâu nắng che lầu mới. Vô vàng lăng xăng chú quay phim màu, có cô thì làm nghiêm, có cô thì cười duyên. Ôi xóm ghê có ban nhà ca rước dâu về. Bà con lối xóm rú nhau thật đông để nhìn mặt cô dâu. Kìa đôi uyên ương xứng đôi vừa lứa nét son môi cười. Mái tóc bạc phơ và nheo mắt tăm tắt ngời khen. Mây thổ được xem chiếc áo thời trang chen áo cuối ngày xưa. Em ơi em có chi mà buồn so, tụi mình còn chờ đôi bên mai mối đưa tình đến hôn ngày cưới. Kì kìa em xem áo xanh đỏ vàng nè, có ô vuông. Hiện tại tôi sẽ là dâu về sầu nhà để xin phép thay đồ cho sầu nhà gia tiên. Xin mời chủ tịch. Chúng ta hãy đến trước bàn thờ cúng chúa
và dâng lên Chúa lời nguyện chúc cầu nguyện, vì Chúa đã tha thứ cho hai cháu chúng và tiến trong tình yêu với mình. Chúng ta hướng lòng đến Chúa Chúa là nguồn cội gốc của mọi gia tộc. Xin Ngài để tình cha mà che chở cho gia đình trọn này. Để đây xin chịu hôn đục ngang. Kính lạy anh linh các bậc tổ tiên, gia đình chúng con nhờ vào tình thương của Chúa đã dành dụng hai cháu và tiến đến ngày hôm nay được kết thúc cho hai cháu một tình yêu hôn nhân. Giờ đây hai cháu đến bước bàn thờ gia tiên, xin các ngài nhận được lễ hương hai cháu chân kính để tỏ lòng kính nhớ. Khi ông giao sát vô chút. Thank you.
bắt giờ kiểu đó là tại sao đó. Rồi vậy là coi như là cuộc tập anh giải thải đã xong. Còn vậy xin một vẻ trong xin lời là vài mẫu về một nhà khép đôi mi cùng một giường đôi khi mơ cùng một giấc thức giấc chung một giờ khi hai ta chung một đường ta vui chung một nỗi vui nước mắt rơi một dòng sống chung nhau một đời vẫn ánh mắt đây sáng long lanh như trời cao mây trắng trong lành đến hôm nay anh vẫn chưa thể tin em đã về đây với anh những lúc đứng dưới mái trường xưa cùng từng xe dưới gốc cây trú mưa đến hôm nay ta đã chung một lối anh không còn phải đi xa đón đưa giờ đây chung trên mây ta cùng đón tương lai ta cầm tay ta cùng vui say trên bước đường dài như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu chúng ta sẽ về chung một nhà dù gian khó dù mưa gió ta cùng đón ngày mai ta thường nghe sau cơn mưa là chia sẻ nắng lay như lời hứa anh đã nói ngay từ phút giây đầu chúng ta đã về chung một nhà khi hai ta về một nhà khép đôi mi cùng một giường đôi khi mơ cùng một giấc thức giấc chung một giờ khi hai ta chung một đường ta vui chung một nỗi vui nước mắt rơi một dòng dòng chung nhau alo em ơi anh đang lấy xe chuẩn bị ra về mười tới mười một sau lưng muốn kể về em ngày dài ghê công trường nắng gió bước bộ làm anh mỏi như cả đôi vai những chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai này anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngơ ngủ anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà cuối tuần vẫn bị hoát họ chẳng cùng em được chuyện gần xa thêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh tiệc cưới của hai bạn Vương Trung và Cẩm Tiên xin được phép bắt đầu. Quý vị thân mến, lời đầu tiên MC Ngọc Thiêu gửi đến toàn thể quý khách lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Hôm nay hai gia đình đã chọn được ngày lành tháng tốt. Hôm nay ngày 17 tháng 11 năm 2019, nhằm ngày 21 tháng 10 năm Kỷ Hợi, gia đình ông Nguyễn Văn Hà và bà Hồ Thị Thanh long trọng tổ chức lễ tân hôn cho con trai Nguyễn Văn Trung sánh duyên cùng Mai Thị Cẩm Tiên là con gái của ông Mai Công Lạc và bà Phan Thị Hải. Quý vị thân mến, cuộc sống những bộn bề những lo toan để rồi theo vòng xoay của thời gian có những điều bất ngờ đã đến và động lại sâu đậm trong mỗi con người của chúng ta. Hôm nay có hai tâm hồn gặp nhau đã thương yêu nhau và chính họ đã biết trân trọng tình yêu ấy để tìm đến bên nhau trong hạnh phúc đời mình. Quý vị thân mến, con đường mà hai bạn Vân Trung và Cẩm Tiên đang đi và sẽ đi là con đường thảm đỏ với ngọn hoa chào đón. Và bây giờ xin trọng kính mời quý vị hãy hướng mắt phía về phía cổng hoa và dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón đôi tân lang và tân nhân đẹp nhất trong ngày hôm nay. Chúng ta đang ngắm nhìn hình ảnh thật đẹp của đôi tân lang và tân nhân. Họ đang tay trong tay tiến về ngày hạnh phúc của đời mình. Trong những tràng pháo tay rất nồng nhiệt của tất cả quý khách, chúc mừng hai bạn trăm năm hạnh phúc. Quý vị thân mến, chúng ta cũng nhìn được nét mặt và nụ cười rạng rỡ của đôi tân lang và tân nhân. Họ đang đứng cạnh bên nhau cùng chia sẻ niềm hạnh phúc với nhau. Hai bạn Vân Trung và Cẩm Tiên thân mến, trong niềm vui và hạnh phúc của đời mình, có lẽ hai bạn sẽ không thể nào quên được công ơn những đấng sinh thành. Hôm nay họ rất vui tác hợp cuộc hôn nhân cho hai bạn. Đầu tiên xin được trân trọng kính mời thân sinh phụ mẫu của chú rể ông Nguyễn Văn Hòa và bà Hồ Thị Thanh cũng là chủ hôn trong ngày hôm nay. Về phía họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng kính mời thân sinh phụ mẫu của cô dâu ông Mai Công Lạc và bà Phan Thị Hải cùng tiến lên sân khấu. Về phía họ nhà trai, chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Xuyên đại diện cho họ nhà trai cùng tiến lên sân khấu. Về phía họ nhà gái, chúng tôi xin trân trọng kính mời bác chính đại diện cho họ nhà gái cùng tiến lên sân khấu. Cúi đầu kính chào quý khách. Ừ.
đẹp khi đã dành một chút thời gian quý báu đến tham dự hôn lễ của hai bạn Vân Trung và Cẩm Tiên. Để đáp lại tấm chân tình đó của tất cả quý khách, chúng ta sẽ cùng nghe lời phát biểu của ông Xuyên đại diện cho họ nhà trai có đôi lời phát biểu. Kính thưa quý ông bà nội ngoại của hai gia đình họ nhà trai và họ nhà gái, kính thưa quý vị xu gia thông gia của gia đình, kính thưa quý vị khách quý, kính thưa bà con cô bác nội gọi cầu mờ xa gần và bạn bè thân hữu, tôi xin thay mặt cho gia đình đàn trai quý vị đã xin cảm ơn chân thành quý vị đã bộc dục thời gian quý báu đến tại gia đình chúng tôi để trước hết chung vui cùng gia đình chúng tôi và cầu phúc cho hai cháu được trăm năm hạnh phúc. Gia đình chúng tôi cũng có gì hơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị và cũng không quên lời cảm ơn nhà hàng tiệc cưới Năm Sen và ban nhạc của chú Dùng đã tận tình giúp đỡ. Xin mời quý vị vui vẻ và nhận lời thân ái của chúng tôi. Sau khi dự tiệc xong, quý vị ra về, gia đình chúng tôi xin chúc quý vị trên đường về thường lộ bình an. Xin cảm ơn. Đến chung vui cùng đến chung vui cùng con gái, nhưng mà chân của bố của dâu thì nên bị đau nên chú không đứng lâu được, nên có bác chính của cô dâu đại diện cho họ nhà gái, xin trọng kính mời bác chính. Kính thưa qua gia hai họ, kính thưa quý vị quan khách, tôi là bác chính cô dâu, tức là bác chính Cẩm Tiên. Tôi thay lời cho ba Cẩm Tiên cũng như gia tộc của họ nhà trai chúng tôi từ Tiền Giang đến đây, xin trân trọng gửi đến, xin lời gửi đến quý vị lời chào thân ái và trân trọng kính chào. Kính thưa quan viên hai họ, kính thưa quý vị quan khách, lời phát biểu đầu tiên của họ nhà gái chúng tôi xin chân thành cảm ơn thân tộc họ nhà trai đã đón tiếp nồng hậu và mang đến tình, trao đến tình cảm cho chúng tôi họ nhà gái những cái tình ấm áp nồng nàn, cũng như quý vị quan khách đã đến chúc phúc cho con và rể của chúng tôi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn, một lần nữa xin cảm ơn quý vị quan khách đã quan tâm và đến dự hôm nay đến chương trình mừng cho con cháu chúng tôi. Đó là cái phần đầu tiên. Phần thứ hai, cháu của tôi là Cẩm Tiên về cùng sống chung với lại cô dâu, chú rể là Văn Trung. Thì từ cháu đi học ra trường, hành trang của cháu mang theo còn rất non trẻ, cái thiên chức làm dâu, làm vợ hay tới đây làm mẹ thì rất là còn yếu ớt. Ở đây tôi xin chân thành gửi đến ông thân phụ của cháu Trung sẽ dạy dỗ giúp đỡ cho cháu Cẩm Tiên nhiều hơn. Thì đó là những cái lời mà chúng tôi muốn nhắn gửi hôm nay trong cái tình cảm mà quan viên hai họ như quý văn khách đã có một cái tấm lòng, có một chân tình thế này. Tôi nghĩ rằng tấm tình này sẽ là dung đắp hạnh phúc cho cháu Trung và cháu Cẩm Tiên. Và cuối lời thì không quên chúc quý vị có mặt hôm nay dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và xin trân trọng cảm ơn. Vâng, một lần nữa cảm ơn hai lời đại diện của hai họ rất là nhiều. Và quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật to cho hai vị đại diện được không ạ? Và bây giờ xin mời hai vị đại diện bắt tay nhau. Và bây giờ xin trân trọng kính mời vị đại diện họ nhà trai cùng trở về bàn tiệc để chung vui cùng tất cả quan khách mến. Còn đây là tháp rượu champagne tượng trưng sự vinh quang và chiến thắng. Ngày hôm nay hai bạn đã đạt được những điều mà mình mong muốn và đang được sống trong tình thương yêu. Xin mời hai bạn hãy tiến lên khui rượu để đánh dấu kỷ niệm đẹp trong ngày cưới hôm nay. Họ đang như nhau, họ đang tay trong tay chia nhau. Mang đem
là hoa đỏ và anh sẽ là lối nhỏ để em bước vào. Thế nên như suối ngọt ngào đưa ta cùng góp tay vào biển trai niềm vui hạnh phúc đầu tiên. Xin mời hãy hôm nay. Của những người con đang nhân đến như đón nhận tấm lòng đền ơn đáp nghĩa công lao cha mẹ bao năm sinh thành dưỡng dục và bên kết nghĩa thông gia bền vững cùng nhau xây dựng tương lai và hạnh phúc trai bạn. Quý vị hãy cùng nâng lên ạ. 1, 2, 3. Dâu Hiền Rễ Thảo. Và bây giờ xin trân trọng kính mời hai họ trở về bàn tiệc để chung vui cùng tất cả quan khách. Xin trân trọng kính mời. Hai bạn sẽ luôn thương yêu nhau, cùng nhau chia ngọt. Vì tình yêu là điều kỳ diệu nhất mà con người có được. Xin mời tất cả quý vị quan khách hãy hướng mắt về phía sân khấu để cho đôi tân lang và tân nhân trao nhau nụ hôn đẹp nhất trong ngày hôm nay ạ. 2, 9, 3. Vâng, rất tuyệt vời. Làm sao bướm bay chập chờn, đàn chim non véo von ngọn tre, khăn màu son, áo màu vàng. Ơi bà con đến xem mùa cưới, chân hài cong, tay dù hồng. Lâu thật lâu mới thấy được một ngày vui. Con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Chà, nhà ai có ông rể quý, chà, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, xôi đầy mâm, rau đầy buồng. Đấy nguồn vui hiếm hoi ngày cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi. Em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi. Anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi. Thật lâu mới thấy được một ngày vui.
sáng hôm nay quê tôi ra sen, cô dâu con y chang mỹ miều, cô dâu non non dung nhan mặn mà. Nhà ai có ông rể quý, nhà ai có cô dâu hiền. Ồ ngộ thay có con lợn quay, rồi đầy mâm này bao đầy buồn. Đây nguồn vui hiếm hoi mùa cưới, trông thật hay, trông buồn cười. Ra mà xem mới thấy được cả niềm vui. Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta họ cưới nhau rồi. Em ơi, người tình tôi ơi, em ơi, chuyện chúng mình đã tính sao chưa? Anh ơi, người tình tôi ơi, anh ơi, xem người ta heo khô mà nổ lá. Duyên nồng, duyên dàng ngày cưới, từng ngày đời mong.